Thì tới cái chủ đề ngày hôm nay của mình á, sẽ nói về những cái tính năng về chăm sóc khách hàng mà chủ yếu là CRM thôi. Rồi xin chào các bạn, xin chào bạn Vinh cũng như chào bạn Chi ha. Mình là mình nhắc lại, mình là Nam Nguyễn, là cũng một trong bốn channel của MediaStep. Thì các bạn cũng đã trải qua từ ngày thứ ba tới ngày hôm nay rồi, thì các bạn sẽ học rất là nhiều những cái tính năng. Thì tới cái chủ đề ngày hôm nay của mình á, thì cũng không nặng lắm đâu các bạn, có nghĩa là mình sẽ nói về những cái tính năng về chăm sóc khách hàng mà chủ yếu là CRM thôi. Thì mình sẽ đi qua trước các bạn ha, tại vì trước khi đi vào cái phần này, mình sẽ đi qua trước cái phần slide, sau đó mình ôn lại vài điểm lưu ý chút xíu của cái phần của mấy hôm trước, rồi sau đó là mình demo. Thì trong cái phần của mình á, thì thứ nhất á, là các chị thấy là mình đang nói về chủ đề quản lý khách hàng, đúng không ạ? Và phương chăm khách hàng. Rồi sau đó là sẽ đến cái phần gọi là tính năng trên nền tảng của FB mình, là có tạo thành viên với tích lũy điểm, thì hai tính năng này nó đi song song với nhau. Rồi cuối cùng là nói về cái việc mà tạo cái khu vực bàn và tính năng đặt bàn trên gói F&B ha. Thì các chị thấy á, một cái dữ liệu khách hàng mình đến từ rất là nhiều nguồn. Ở đây nếu mà nói về F&B thì các chị thấy là mình có thể là bán tại quầy nè, ví dụ như POS, rồi mình bán trên web, trên app, đúng không ạ? Bán trên cái sàn thương mại điện tử, bán trên mạng xã hội, và bên mình cũng có cái sàn của F&B luôn nhé các chị. Các chị thấy là do công ty mình là cái công ty công nghệ, cho nên là ví dụ mình nói về cái vấn đề sàn đi, là hiện tại có cái sàn gọi là Sọt Việt Nam, thì không biết là các anh chị có nghe qua chưa. Thì nếu không chưa nghe qua đó thì về anh chị có thể search cái này nha, Sọt Việt Nam như này các anh chị. Thì các anh chị sẽ thấy là đây là một cái sản phẩm của MediaStep để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Việt Nam mình xuất khẩu. Đó là cái sàn B2B các anh chị. À, cho nên là dữ liệu khách hàng mình đến từ rất là nhiều nguồn, sau đó mình lưu về hệ thống. À, hiện tại á, trên cái nền tảng của mình là hỗ trợ về POS rồi nè, bán trên web rồi ha, bán trên app thương hiệu rồi. Tuy nhiên trên các sàn thương mại điện tử thì mình chưa có kết nối trực tiếp vô. Cho các bạn lưu ý cái điểm này ha, để mình follow thôi. Khi nào có kết nối trực tiếp được thì bên công ty sẽ báo. Còn bán trên mạng xã hội cũng chỉ là cái plan, nếu các chị vào mà chị thấy là nó cũng chưa có kết nối trực tiếp ha. Còn cái sàn của F&B thì anh chị có thể tải cái app sàn về để trải nghiệm, nhưng mà do chưa có nhiều khách hàng cho nên cũng chưa có nhiều trên đó. Thì đây là một cái giao diện POS, thì khi nó gửi giao diện này cho các chị thấy là bên VO họ thiết kế để cho các bạn ở quầy cashier họ có thể tạo những cái đơn là dùng tại chỗ ha, mang đi hoặc là đi giao. Rồi thì trước khi vào cái phần demo và cái phân nhóm khách hàng á, thì các chị biết là sẽ có cái lý do tại sao khách hàng cần được phân nhóm, đúng không ạ? Tại vì tùy theo cái tiêu chí mà các anh chị đặt ra, tại vì một bất kể lúc nào mà mình định làm một cái điều gì đó thì chắc chắn anh chị sẽ gọi là đưa ra một cái tiêu chí nhất định, thì tùy theo cái tiêu chí đó mà mình có thể phân những cái nhóm khách hàng khác nhau, ví dụ như khách hàng vãng lai, khách hàng mới hay khách hàng trung thành, tùy theo khách hàng ha. Rồi ứng với mỗi nhóm đó thì anh chị sẽ có những chiến lược marketing cụ thể. Thì marketing ở đây thì nó sẽ có hai phần, cái phần là ứng dụng vào trên cái nền tảng của em biểu mình, thứ hai là bên mình có team gì mình biết không, bên công ty mình có một cái team gì liên quan đến marketing có nhớ đồng nghiệp của mình là ai không có nhớ không? À, nhớ nha, đồng nghiệp của mình là một team BD nữa. Bên đó có một cái marketing giống như một cái marketing agency á, để hỗ trợ ví dụ khách hàng có chạy quảng cáo này kia đó, em nó hỗ trợ. Rồi đặc biệt là cái phân nhóm khách hàng là một cái thao tác đầu tiên mà trước khi thực hiện một số những tính năng khác trên nền tảng của MB. Thì ví dụ như bạn có thử mà làm gửi tin nhắn hay là gửi mail, đúng không, thì thường người ta sẽ hỏi là gửi đến tất cả hay là một cái phân nhóm nào đó. Rồi trong cái phần của mình để trình bày á, thì mình sẽ trình bày với những cái vấn đề ví dụ như là khách hàng nè, một cái data dữ liệu khách hàng mình tạo ra, đúng không ạ? Rồi mình gắn thẻ, tại khi mình gắn thẻ cũng là một cách để mà sau này mình phân nhóm mình dựa vào cái thẻ đó, đúng không? Nó giống bên GoSell luôn. Rồi cũng quản lý nhóm khách hàng ha. Thì những cái phần này thì nó khá là tương tự giống như bên GoSell. Rồi cái bên này thì nó sẽ có cái phần phân hạng thành viên và điểm thành viên, có nghĩa là tích điểm xong rồi hoàn tiền á, theo cái mindset đó, thì hai cái này nó sẽ đi chung với nhau.
và cuối cùng là cái phần trình bày của mình là mình tạo khu vực bàn, là do là cái quế bi thì liên quan tới việc mình serving về cái khu vực và tạo bàn ha. Còn ví dụ như trong trong Word Sale thì nó theo bạn thì cái này nó giống giống cái phần nào của Word Sale lên liên tưởng á, liên tưởng để kho đúng không, nó có tính năng nào được. Và có nhớ chức năng phân lô và vị trí không? À, ra bên Go Sale có tính năng phân lô vị trí đúng không? Còn bên GoSB thì mình thấy cái vấn đề đó liên quan tới phân cuộc bàn ha, phân khách vô bàn rồi ngồi bàn nào, hoặc là khi mà người ta book trên online ấy, người ta phải book, người ta chọn bàn ha. Rồi trước khi mà đi vào những cái phần này thì mình sẽ có một vài những cái gọi là những cái ôn nho nhỏ. Thì trước tiên á, là mình nói về cái short mail á các anh chị. Không biết là các bạn ở đây có bao giờ thử làm cái mail giả không? Chẳng hạn ví dụ như là mình định test một cái tính năng gọi là demo về thi nhân gọi là cái tài khoản của nhân viên á, đúng không ạ? Thay vì mình ngồi tạo cái email mà mất thời gian quá, mình có thể tạo cái email giả đúng không ạ? Mình tạo thì người ở đây người ta sẽ cho mình tạo ra một cái email ha, và mình có thể sử dụng cái email đó để mình làm đúng không ạ? Ví dụ đây mình thử copy ha, mình dán vào project. Mình có thể đặt tên các anh chị, ở nếu không thì alias ví dụ home nè. Các bạn có nhớ cái keyword là job mail của mình là được rồi. Thì khi mà các bạn vào đó thì các bạn có thể tạo một cái một cái email giả đúng không? Đây nè, nó giới thiệu mình là một cái temporary and anonymous inbox các anh chị ha. Alias này mình đổi cái tên cho nó thân thiện không? Đây là các chị, là cái địa chỉ email của mình là nhân viên 013@gmail.com ha. Thì cái này nó sử dụng hoàn toàn miễn phí thôi, thì các bạn có thể mình sử dụng, sau đó mà mình cũng không có giống như một dạng mail mình sử dụng thì mình bỏ thôi các chị ha. Thì đầu tiên mình sẽ là cái phần job mail để nhắc lại, để anh chị có một cái email giả để mà anh chị có thể sử dụng đúng không ạ? Ở đây nó empty nè. Còn nếu mà mình sau khi mà mình tạo rồi, xong mình lấy cái địa chỉ email này, mình tạo công nhân, mình tạo nhân viên khách hàng á, thì lúc đó nó sẽ gửi gửi cái email confirm xác nhận qua đây. Ví dụ như giống trong trường hợp cho dù là GoMP hay GoSale thì nó cũng đều có cái phần là tài khoản nhân viên đúng không? Vào đây anh chị thử ha. Email của mình ở đây là cái gì, nhân viên 013@gmail.com. Chị thấy ha, quản lý nhân viên nè các anh chị. Anh chị có thể thêm một cái nhân viên mới ở đây bằng cách anh chị nhập email vào chỗ này, nhưng mà mình không dám nhập nhiều tại vì bây giờ cái gói bây giờ nó khác đó anh chị, nó có khống chế về mặt số lượng nhân viên, cho nên là mình cứ tạo quá nhiều sau này nó block, nó không cho nữa ha. Thì vậy ha, cho nên là anh chị cũng phải lưu ý ha, nhiều khi mà mình tạo nhiều quá cái tài khoản sau này nó không cho mình xài nữa. Rồi thứ nhất là nhắc về cái vấn đề mình tạo cái job mail giả. Rồi cái thứ hai mình lưu ý với các anh chị đó là tiếp tục cái bài buổi sáng của cô Ly á. Các anh chị nhớ là buổi sáng là cô Ly là đã trình bày được cái vấn đề về tạo website rồi đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là thường website thì nó sẽ đi chung với cái app đúng không? Nó đi song song với cái app. Tại vì cái app thì cái app này sẽ như thế nào ạ? Cái app thứ nhất là khi mà nói về cái app đó, thì anh chị cũng nên là mình ôm lại những cái app mà hiện tại mà PO, có nghĩa là bên media sếp bên mình đó, đang xây dựng đi cho khách hàng sử dụng đúng không ạ? À? Và cái thứ hai là tầm quan trọng của việc xây dựng các thương hiệu cho khách hàng. Thì thật sự á,
Mình cũng biết là ví dụ như Vin Vin rất quan tâm về vấn đề gọi là renew sale đúng không ạ? Cho nên hôm qua bạn hỏi bảng giá của cô chi quá trời để biết là cái plan khi mà gặp khách hàng mình renew mình biết sử dụng bảng giá như thế nào đúng không? Nên đó bây giờ tại sao mà trong cái phần này mới cập nhật sáng nay luôn, cho nên mình lấy thông tin mình sẽ báo cho bạn về cái vì nó có cái điểm này. Thì đầu tiên thì các bạn ôm lại ha, thì đối với trường hợp của các bạn xét thì đỡ được một cái là các bạn khách hàng đã xài rồi, các bạn follow chứ không phải là một khách hàng hoàn toàn mới chưa có xài, cho nên là có thể là cái cách nói chuyện của mình đó nó cũng hơi đi thẳng vào vấn đề luôn, chứ cũng không có cần phải đi vòng giống như cái bạn sale đúng không ạ? Các bạn thấy đầu tiên á là bên mình tạo cái app thương hiệu cho người seller đó, cái thứ hai là cái POS app bán hàng, thì cái POS này nó vừa chạy được trên tablet với lại mobile luôn ha. Một cái nữa là cái POS app serving thì cái này nó chưa có, thì coming soon nha các chị. Thì cái hướng là sau này là để những cái tablet ở bàn á, xong cái người khách hàng họ tự thức luôn á. Rồi cái app sàn GoFB thì lúc nãy mình cũng có giới thiệu với bạn rồi. Và cuối cùng là cái app admin. Thì cái app admin này là các nếu mà Go Sale thì bên mình có cái gì bạn? Bên mình Go Sale nó có cái app gì? App Go Seller ha. Thì sau này bên GoFB họ cũng sẽ tạo một cái app tương tự như thế. Thì đây là cái tầm quan trọng của việc xây app, thì mình sẽ không đi nói sâu về vấn đề này, tại vì cái này sẽ phù hợp cho sale hơn. Tuy nhiên thì mình cũng giới thiệu là lý do tại sao để bạn upsell á, nhiều khi khách hàng họ mua cái gói POS với web bên mình rồi nhưng họ chưa mua gói app, thì thôi cái mình sẵn thì mình giới thiệu luôn, thì khách hàng cũng nên xây dựng ha. Thì các anh chị biết là sẽ rất là nhiều những cái brand name nổi tiếng họ đã có cái app rồi, ví dụ Starbucks hoặc là Coffee House, Jollibee gì đó, Hai Di Lao, Highlands thì họ đều có cái app hết anh chị ha. Rồi cái việc cái USP của cái việc xây dựng app đó là sao ạ? Cho dù khách hàng không còn biết về lập trình nữa, cái này khác là giống như web, bản thân khi mà bạn thiết kế được cái web thì là bạn cũng đã thiết kế được cái app rồi, nhưng mà bạn cũng có thể tạo được được những cái ứng dụng app, mình gọi là ứng dụng để đặt món cho nhà hàng quán ăn nè, rồi giao diện thân thiện tương thích với mọi hệ điều hành hiện tại là Android với iOS ha, rồi số hóa quy trình đặt món và cải thiện trải nghiệm của thực khách, cụ thể là cái tính năng đặt bàn của mình đó bạn, và cuối cùng là giữ chân là tương tác với những khách hàng đặt món nhiều hơn trên thiết bị di động. Thì các anh chị thấy đây là cái điểm lưu ý nha. Vừa tức thì mình nghĩ là chắc là bên sau cái buổi này xong chắc là bên team mà cũng sẽ có những cái buổi cập nhật về bảng giá đó, thì thấy nó khá giống bên GoSale. Trước đây thì là cách đây mấy hôm bên GoSale đã thông báo cái vấn đề này rồi, nhưng mà bây giờ là tới admin, tại vì giống nhau mà cả GoSale admin thì đều có cái việc mà tạo cái app cho khách hàng, cho nên là trên sẽ có cái giá là 2 triệu nha các chị ha, thanh toán trực tiếp cho Midaset, là cái phí tạo app Android nha. Anh chị thấy bình thường tạo app là vừa iOS và Android, nhưng mà iOS thì free nhưng mà Android thì mình sẽ thu cái phí, đây là 2 triệu. Nhưng mà có cái lưu ý nhỏ nhỏ là Google thì họ sẽ duyệt rất là gắt, cho nên mình sẽ không chắc là sẽ được Google duyệt hay không. Nên nếu trong trường hợp mà Google duyệt thì 2 triệu này sẽ hoàn lại. Rồi. Cái này á, là cái phí để mà bên mình tạo, nhưng mà sau đó là các bản thân những cái người seller đó họ cũng phải thanh toán trực tiếp với lại cho bên iOS với lại bên Google Play ha. Thì các anh chị cũng biết là đối với Apple á, thì họ sẽ thu là 99 đô cho một năm, và Google sẽ thu 25 đô cho một 25 đô là trọn đời á. Thì đây là một cái lưu ý nhỏ nhỏ, cái này thì là họ thanh toán trực tiếp cho bên cả trên bên App Store và Google Play, cho nên cái này mình không thu. Cho nên là những cái vấn đề ví dụ như sau này cái app của họ đang sử dụng rồi mà họ vi phạm về những cái quy chế của hai cái đơn vị này đó, mà họ họ ban họ cấm cái app á, thì lúc đó là vì họ không có trả, như tại vì không liên quan những cái media set của mình hết. Rồi còn cái yếu tố tạo nên một cái giao diện về website ấy, thì là buổi sáng các bạn cũng đã vào trong cái quần với lại bạn Poly rồi á, cho nên mình chỉ nhắc lại thôi. Thì các anh chị sẽ thấy là lưu ý thì thông thường khi mà tạo website cũng giống như là những bạn chẳng hạn như bạn Chi làm PO á, thì các bạn cũng biết là bố cục website nó sẽ gồm những cái phần là header, body và cái phần footer đúng không ạ? Nhưng mà do là bạn phụ trách cả vừa vô sale và vừa vô MV luôn, cho nên nó cũng sẽ có một vài những cái lưu ý nhỏ.
Ví dụ như bên WholeSale thì nó sẽ có một cái phần mở rộng cho cái người sử dụng á, mình có thể linh động trong công việc nếu mà biết viết code á, mình có thể điều chỉnh cái HTML được đúng không ạ? Nhưng mà bên web hiện tại là chưa có. Hoặc là những cái element á, của WholeSale thì mình có thể di chuyển được đúng không? Bạn có thể di chuyển thay đổi vị trí được. Nhưng mà của WebMD thì nó đang fix cứng như vậy. Bạn chỉ có bật nút bật tắt để cho nó xuất hiện hay không thôi. Đúng không ạ? Còn cái tạo cái danh mục á, thì anh chị thấy là cái phần danh mục ở trong của MV thì mình có rê con chuột đó buổi sáng là do cái máy nó bị treo cho nên là cái máy của Poly kéo không có được ha. Còn về hình ảnh video thì khác giống nhau, thì cái này là những cái chuẩn. Thì thông thường khi mà nói về hình ảnh video thì tốt nhất, thì những cách tốt nhất á, nếu mà khách hàng có bán thì những cái sàn khác á, thì mình nên tham khảo của từng sàn. Ví dụ như khách hàng có bán trên Shopee, khách hàng có bán trên TikTok, thì tốt nhất là khách hàng nên tuân thủ như quy định của những cái sàn đó để cho cái hình ảnh họ xuất hiện trên sàn nó sẽ tốt hơn ha. Rồi nó sẽ có những cái phần đặt cài đặt chung, thì nó sẽ fix cố định cho cái trang web rồi đúng không ạ, mang tính cố định cho web và app ha. Rồi sau đó là sẽ có những cái các loại trang đúng không ạ, mà cái trang mà mình hay cái tác vụ nhiều nhất đó là cái trang homepage sang chủ. Và sau đó là những cái thành phần ha, thì cái thành phần cái này nó khác ở chỗ WholeSale rồi, nó không có di chuyển được nha các chị, nó sẽ cố định luôn. Nó sẽ có danh mục trên header, footer, thì thường những cái danh mục và trên cái header thì nó sẽ liên quan tới gọi là cái tạo cái danh mục đúng không ạ. Còn cái footer là những cái thông tin về thông tin về cửa hàng này kia đó, thông tin liên hệ là để footer anh chị ha. Ngoài ra nó sẽ có cái phần mà mã QR dùng để tải cái app xuống, thì cái mã QR này các anh chị để mà mình lấy thì anh chị đi vào cái phần cấu hình giúp mình ha, cái phần cấu hình của GoFB nè, mình vào cấu hình ha, ở trong cái phần chung á, nó sẽ có cái mục để mà các anh chị có thể tải cái app xuống nếu mà mình có tạo app. Và cuối cùng là khách hàng thì phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, thì lúc đó mới bật cái nút mà đã thông báo được. Thì cái chỗ này nó cũng có trong cái Google Sale cũng lưu ý luôn ha, tức là mình phải có giấy phép đăng ký kinh doanh thì mới bật cái nút đã thông báo, rồi nếu không thì tốt nhất mình đừng có bật lên. Thì đây là cái phần cũ ôn lại để cho các anh chị lưu ý ở cái điểm này ha, liên quan tới cái việc mà tạo app web và app thường chung luôn. Rồi bây giờ mình sẽ có cái nhắc nữa là các anh chị thấy là cái tính năng reservation hiện nãy mình có nói rồi, thì trong cái phần của mình là mình sẽ demo luôn nha bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra ha, sẽ mở cái vô. Ở đây có nghĩa là bây giờ lúc nãy mình giới thiệu là trong cái bộ mình sẽ nó sẽ gồm những cái phần nào ạ? À? Cái phần về CRM đúng không ạ? À? Thẻ khách hàng và nhóm khách hàng mình đi trước về cái phần đó ha. Thì CRM nó sẽ nằm ở mục này, thì tất cả những cái thông tin khách hàng nó sẽ được lưu trữ ở đây. Thì ngoài ra thì cái khi mà đã lưu trữ rồi thì mình có thể xuất ra phá sale hoặc là mình nhập vào. Rồi nếu mà cái này cũng giống ha, giống giống của sale đúng không ạ? Nhập thì chắc chắn nó sẽ có cái mẫu, mình tải cái mẫu xuống rồi sau đó mình post lên nè. Xin lỗi là mình nhập cái dữ liệu vào, còn mình có thể thêm mới từ đây, nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì ít khi nào mà mình sẽ thêm mới từ cái giao diện admin này đúng không ạ. Thêm mới thì chủ yếu là những cái bạn cashier đang đang tại quầy á, đang bán á, đúng không ạ, họ xử lý cái đơn POS nè, thì nếu mà họ có thể nhập dữ liệu khách hàng vào. Cái này cái giao diện của POS này cái gì thì thấy ha, POS đó thì nó có thể đăng nhập bằng bằng web cũng được mà bằng app cũng được. Tuy nhiên mà thực tế mà để mà sử dụng thì hầu như đó, là người ta sẽ sử dụng cái app ha. Mà cái app thì bên mình sử dụng cái gọi là bên mình có một cái trường giả lập cái còn cái app này là cái app của cái buyer bạn, cái con bạn xử lý ha. Còn cái app mà bình thường sẽ có một cái app để mà bán hàng á ở trên đây nè, giống như mình show cho bạn coi. Bạn có thể tải xuống nha, hiện nay trên Android hay là iOS đều có một cái app mà Google FB bán hàng á, thì mình có thể tải xuống để mà mình sử dụng để mình, giống như thao tác của cái bạn cashier tại quầy á. Rồi để mình nhìn xem qua một cái data dữ liệu khách hàng, họ cũng có tên đầy đủ những cái thông tin và đặc biệt để có cái phần gì các anh chị gắn tag gắn thẻ. Ví dụ mình chỗ này ha, gắn tag gắn thẻ vào đây.
thì nhờ gắn card gắn thẻ, rồi nếu mà ở giao diện chung thì mình cũng có thể filter, mình lọc được anh chị ha, lọc theo thứ hạng thành viên, theo nhóm hoặc theo thẻ cũng được. Còn cái tính năng phân nhóm, rồi mình sẽ vào tính năng phân nhóm đó, mình xem nó khác gì so với GoSell nha các anh chị. Nếu anh chị tạo một phân nhóm mới đúng không ạ? Rồi đây sẽ có những cái điều kiện. Thì cái chỗ mục này nè các anh chị, nếu bất kỳ điều kiện nào thỏa mãn thì nó tương ứng với cái hàm O đúng không ạ? Còn tất cả các điều kiện thỏa mãn có nghĩa là hàm N, nó giống như y hệt trong Excel mình sử dụng đúng không ạ? Và mình sẽ đặt theo những cái điều kiện nào thông tin khách hàng ha, hoặc là thông tin đơn hàng, nó sẽ dựa vào hai yếu tố này, nó giống đúng không ạ? Ngày đăng ký nè, ngày sinh, tuổi, giới tính, nền tảng, thẻ cái gì ha, đây là thông tin khách hàng, còn dưới đây là thông tin đơn hàng thì nó sẽ liên quan tới là thường là liên quan tới tiền đúng không ạ? Hoặc là thời gian đặt cái đơn hàng đó để mình phân nhóm khách hàng anh chị ha. Thì giống như lúc nãy mình nói, thường khi mà đây là cái bước đầu tiên của khách hàng để mà họ có thể làm những cái thao tác tiếp theo, thì mình cũng xin nhắc lại chỗ này, cái chỗ nhiều khi á, cái tính năng của mình á, thì mình vào đây á, mình vô mình nhìn mình cũng hiểu, mình có thể biết được, nhưng mà cái bước của khách hàng là cái gì các chị, tại vì mình đang là chuyên viên tư vấn á, họ không có ý tưởng đúng rồi, các bạn phải là người suy nghĩ ra ý tưởng để mà mình tư vấn cho họ, anh chị sắp tới lễ này này như thế này nè, rồi muốn phân nhóm những đối tượng khách hàng gì đó hay không, để mà mình gửi những cái voucher hay như thế nào á, promotion đến cho họ. Có nghĩa là bản thân mình khi mình đến gặp khách hàng là mình cũng phải cung cấp ý tưởng như vậy. Chứ còn nói về tính năng thì đôi khi cũng không khó, mình vô đây mình làm công tác mình biết rồi ha, chứ mình không có đi làm từng cái tính năng nhỏ nhỏ của mình mang tính giới thiệu cho bạn thôi. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần mà thành viên với lại điểm thành viên nè bạn. Thành viên với điểm thành viên thì hai tính năng này á, nó sẽ đi chung với nhau đó ha. Thì các anh chị thấy là bình thường thì thành viên mình hay tạo những cái thứ hạng đúng không, cái thứ bậc mình sẽ đặt tên ha, cái điểm ví dụ như cái tên gì bao nhiêu điểm thì mới được cái thứ hạng này đúng không ạ? Và cái phần mô tả này, khi mà mô tả là thì khách hàng mà họ ở rê chuột vào cái chỗ mà cái tên này nè, thì họ sẽ thấy được cái điều kiện để mình thỏa mãn, rồi lúc đó họ sẽ được cái chiết khấu bao nhiêu phần trăm. Còn cái giảm tối đa là mình muốn khống chế lại á, nhiều khi mình nếu mà giảm nhiều quá mình lỗ sao thì không chế lại cái mục đó. Hiện tại ở cái mục này á, thì mình chỉ có thêm hình ảnh thôi các anh chị, còn thêm cái URL thì chưa có, chỉ click vào thì sẽ có thể có ha. Thì đây là cái phần thành viên, sau khi đã làm thành viên rồi thì sẽ liên quan tới phần điểm. Trong cái mục điểm thành viên nó có hai cái phần là cấu hình điểm thành viên, mà lại cho cái phần cấu hình điểm giới thiệu. Thì cái chỗ điểm giới thiệu này nè là nó coming soon như chị, hiện tại nó chưa có cái gì ha, nó mới chỉ có cái phần cấu hình điểm thành viên thôi. Thì khi mà cấu hình điểm thành viên này các anh chị lưu ý là sao ạ? Tại vì đôi khi á, cái người shop, cái người chủ á, họ mong muốn là sao bạn thôi, khách hàng phải sử dụng hết, chứ anh thể nào cứ giữ cơ khư để không sử dụng là thế nào không đổ được đúng không ạ? Cho nên người ta sẽ có những cái là kích hoạt cái ngày khách hàng đúng không ạ? Hoặc là thiết lập những cái ngày để cài đặt lệnh cho viên, thì cái này tùy ha. Đây là một cái công cụ để mà mình đang boost cho khách hàng phải xài, chứ không có điểm cơ khư cho người. Còn dưới đây là cái tỷ lệ quy đổi thôi, bao nhiêu tiền thì được bao nhiêu điểm, và lấy một điểm thì sẽ được hoàn lại bao nhiêu tiền ha. Thì là cái phần đó rồi. Cái phần CRM này á, thì Vinh có gì thắc mắc không, hoặc là có gì so sánh lại mua xe không? Nó cũng cũng dễ hiểu đúng không ạ? Nếu mà hôm qua không biết bạn có coi demo của GoSale không? Bên BO á, các bạn lưu ý ha, bình thường là hàng tuần bên BO họ sẽ có những cái buổi demo, thường họ sẽ post trên team á. Chẳng hạn ví dụ như hôm nay là Go MVP tiếng 4 giờ có demo, thì bạn sẽ thấy những bạn sẽ cho anh buổi demo của bạn thử. BO của bên SV không đánh cho trong cái chat này để bạn nhớ luôn. Em biết hả? Chưa biết hả? POSMB là bạn anh trưởng ha. PO của GoSale.
là anh Bảo. Anh Bảo là quản lý. Dưới anh Bảo là có anh Quảng với lại anh Quý, của mình Quý, hai bạn đó nữa, bạn nhân viên. À, không và lưu ý cho nên nó ví dụ như tí nữa nè. Thực ra cái không 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 không, không có là trong team á, em có xài team chưa? À, giờ em nói em có máy chưa, có máy tính công ty cài đặt máy tính cho em chưa? Thì em nhớ cài đặt cái team nữa, là cái team là cái phần này nè bạn. Thì bên bên họ sẽ gửi những cái thông báo ở trên trên đây chung vô để mình biết là cái phần demo ha, cái lịch về demo. Ví dụ bữa hôm nay là 4 giờ của bạn sẽ có đó cái phần demo nè, lên cho em nè. Đúng rồi. Ủa chứ em chưa được cấp hả? Anh forward nha, để tí nữa mình có trải nghiệm để mình vào coi demo ha. Rồi, như vậy là mình đã đi xong được, các bạn vẫn hiểu được là CM là như thế nào rồi, phương nhóm như thế nào, thẻ là như thế nào ha. Rồi nhóm khách hàng là như thế nào, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần là hạng thành viên, điểm thành viên rồi bạn cũng đi. Rồi. Tiếp theo là cái phần quản lý của các bạn. Thì các anh chị nhớ là cái phần này nè, lúc nãy là một phần của nó là nằm trong cái phần cấu hình đó. Đúng không ạ? Nhưng mà để mà mình tạo những cái bàn thì nó sẽ nằm ở phần cửa hàng. Các bạn lưu ý cho em, trong cái phần quán bi này, không phải lưu ý nhỏ nè, thường á là mình sẽ coi cái quán đó, nó có cái tính năng, có thiết kế là có nhà bếp hay không có nhà bếp. Và thứ hai là thanh toán trước hay thanh toán sau, tại vì nếu thanh toán trước á, thì là cái đơn á, sẽ không có thay đổi điều chỉnh được, hoặc thanh toán sau là mình thay đổi cái đơn được đó ha. Rồi khu vực bàn thì cái này mình cũng sẽ liên tưởng tới cái việc giống như là bên GoSell nó có cái mục là vị trí đúng không? Đúng không? Vị trí này kia đúng không? Còn ở đây là khu vực bàn ha chị ha. Bàn ở đây thì mình nó sẽ đi theo cái tầng lớp, đầu tiên là khu vực bàn, khu vực và sau đó mới tới cái phần bàn. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình nói là ở trên sân thượng nó có hai cái bàn đúng không ạ? Thì đầu tiên là anh chị sẽ thêm mình thêm khu vực mới đúng không? Mình nhập mình thêm khu vực mới, sau đó từ cái khu vực đó rồi mình mới thêm cái bàn. Cái bàn nó thuộc cái khu vực nào, đúng không ạ? Cái step nó là như thế. Thì cho nên khi mà anh chị có thêm vào rồi á, thì khách hàng họ đặt á, thì lúc đó mình mới mới thấy được anh chị ha. Mình ví dụ như là bây giờ đây là một cái tài khoản của cái người khách nè, họ vào website nè, họ đặt chỗ nè anh chị. Bây giờ họ đặt chỗ xong họ sẽ để tên, số điện thoại đúng không ạ? Thời gian dự kiến. Sau đó dưới đây thì anh chị sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần nè, khu vực 1, tại số 2. Anh chị ha. Thì bạn có thể trải nghiệm về để bạn vào thử để bạn tạo cái khu vực mạng đó. Trước khi tới cái phần mình đi tiếp thì để cho bạn 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 Vinh đó, bạn đỡ mệt, tại vì mình cũng hiểu là bạn khá là mệt đúng không ạ? À? Mà bạn cứ ngồi nghe mình nói không bạn sẽ bị chán, thì mình sẽ giao cái máy này. Giao cái máy này cho bạn, thì giống như bạn cứ tưởng tượng giống như bây giờ mình thay đổi vị trí đi, là bạn demo giao cho mình đúng không ạ? À? Thì cái chủ đề mình đang nói với bạn là về CRM, thì ví dụ như bây giờ bạn cứ demo thử cho mình là shop, còn bạn là CS đúng không ạ? Tới bạn giải thích là việc quản lý CRM như thế nào đúng không ạ? Rồi các anh chị có ứng dụng vào những cái việc phân hạng thành viên rồi đổi điểm, mục đích là để giữ cho khách hàng không, hoặc là trong cái shop của các anh chị rồi các anh chị có bố trí bàn khu vực như thế nào đó, để mục đích là để khi mà nó ra website rồi á thì để cho mình thu hút khách hàng những việc booking đúng không ạ? À? Thay đổi không khí chứ thật ra mình nhìn thấy bên là mình cũng hiểu được cái cảm thấy là bạn quá tăng cường Thì như nói thì em cũng chia sẻ sơ với anh về cái tính năng tính tấm của đó là về hay
sinh đến là bên CM và bên lấy về cũng sẽ bạn bên này quen thì bên CM của bên hướng đi thì bên này bên em nó sẽ tổng hợp khách hàng quanh có thì danh sách khách hàng này á, thì sẽ từ nhiều nguồn nó đổ về đây cho mình, ví dụ là nó là nhân viên bán ở cửa hàng, khách hàng đăng ký trên app thương hiệu quanh, hoặc là khách hàng và trên web và khi họ đăng ký tài khoản bên mình thì nó sẽ đổ về mình luôn. Ngoài ra bên đây cũng cho phép mình tạo cái này thì tạo này đó thì khá là tiện lợi cho anh, nó sẽ có hai tạo ở đây thì anh sẽ nhập vào cái hàng của đây, mà thường thường á, khi khách hàng của em sử dụng á, thì thường họ sử dụng cái này không, bởi vì á, là nhân viên họ có cái app của Mai nhé, họ sẽ chủ động thêm cái hàng cho mình luôn đó. Còn đối với trường hợp nếu như anh có số lượng khách hàng nhiều, đa đa nhiều á, anh muốn tiên bỏ lên hệ thống để mình tạo nhóm khách hàng để mình quản lý, để mình có những cái khoản như là vậy sinh nhật này, khi mà tới sinh nhật của khách hàng đó, bên hệ thống data bên cho phép mình bóc tách ra từ dữ liệu, ví dụ nó phải thông báo cho biết được là tên khách hàng sinh nhật, để gửi cho họ một cái voucher để kích cầu họ tới mua sản phẩm của mình, bởi vì như vậy rất nhiều. Thì bên có cái tính năng gọi là đăng nhập trên sinh nhật file ở đây đó, thì nhập file này anh hướng là tải cái file có cái về nha, sau đó mình sinh nhật data lên mình bỏ lên mình đó là như vậy. Thì đó là hệ thống về khách hàng của em, hệ thống về lưu trữ về khách hàng CRM bên em đó. Thì ngoài ra trước đó em cũng có chia sẻ với anh đó, là bên có CRM này hỗ trợ anh về nhóm khách hàng. Nhóm hàng ở đây tức là bên sẽ cho phép mình tạo ra các nhóm khách hàng khác nhau, và nhóm hàng này giúp anh được gì, nó khá là trong thời đại hiện tại á, cái việc anh phân biệt ra nhóm khách hàng đó, hỗ trợ cho anh việc kinh doanh khá tốt. Anh chiến dịch kinh doanh qua nó, chiến dịch marketing qua nó, thì hiện tại nha, chính vì marketing mình có thể phân bổ ra theo từng giai đoạn, từng mốc thời gian, từ từng tệp khách hàng để làm được vấn đề đó, thì anh phải có tệp. Và để được có tệp khách hàng á, thì anh không thể mà anh đi lọc thủ công từng người, mà bên đây mới có một cái bộ lọc cho mình luôn, bên đây có một cái công cụ giúp mình có thể lọc ra những tệp khách hàng như vậy. Ở đây anh sẽ nhập cái tên ở đây nè, ví dụ là khách hàng sinh nhật đi. Rồi sau đó ở đây á, mình sẽ chọn các điều kiện ở đây. Ở đây bên sẽ có hai dạng điều kiện chính nha, nếu bất kỳ điều kiện nào thỏa mãn hoặc là tất cả các điều kiện thỏa mãn đó, thì ở đây á, bên em á, không phải là chỉ cho phép anh chọn một điều kiện được nha, ví dụ em chọn tất cả điều kiện nên ở đây bên em có thêm nhiều điều kiện khác nhau, anh cũng có thể thêm là khách hàng sinh nhật này, hay là kèm với điều kiện là khách hàng đã mua hàng thường xuyên để mình gọi là có sale đặc biệt cửa hàng này của mình tạo cho khách hàng. Thì bởi vì trong kinh doanh thì anh hiểu anh dùng là khách hàng của anh có thể là họ giới thiệu nữa. Đó là một nguồn marketing rất là lớn đó. Đó thì ở đây em sẽ chia sẻ sơ anh về các điều kiện bên em nha. Thì đầu tiên là anh sẽ chọn đối tượng, ở đây bên em đang có hai đối tượng, một cái đối tượng về khách hàng, đây là đối với cái việc mà anh có khách hàng mới này, ví dụ như này ở tệp khách hàng em có đề xuất là anh bỏ phố, anh sẽ chọn này để nó lấy thông tin về khách hàng của anh. Và thứ hai là thông tin về đơn hàng, thì đối với cái trường hợp này nó sẽ áp dụng cho đối tượng khách hàng đã mua hàng bên mình đó, và nguồn khách hàng nó inbox về hệ thống thì anh có data này đó. Rồi đầu tiên về đối tượng, về thông tin khách hàng, về cái ngày thông tin khách hàng á, như lúc bạn mới nói về những điểm em bóc tách ra rất nhiều khác nhau khách hàng ở đây thì thấy nó khá là phổ nha, ví dụ ngày đăng ký này, ngày sinh, tuổi, giới tính, nền tảng đó, thì đây là những điều kiện rất là quan trọng để anh có những chương trình marketing hiệu quả. Rồi điều kiện phải là vào trước hay sau, tùy theo tùy vào mình chọn một thời gian, để tránh cái trường hợp mà mình có một cái khách hàng nhưng mà nó quá cũ, dẫn đến cái việc mà mình thất thoát về cái nguồn nhân lực marketing của mình, đó là như vậy. Rồi còn đối với cái việc mà thông tin về đơn hàng, thì ở đây bên em sẽ có thông tin về số đơn hàng, số tiền đã mua và thời gian từ lần cuối cùng, để anh hình dung được là khách hàng của anh họ cái vòng đời khách hàng như thế nào, để mình hình dung được này, để mình có những gì đó. Rồi điều kiện thì nó sẽ có khá nhiều điều kiện khác nhau, bằng lớn hơn là bằng hơn nên vậy, và có luôn cả số đơn hàng về thời gian ở đây. Đó là về thông tin điều kiện bên em để mình tạo ra một cái nhóm khách hàng có cái chiến lược mình tìm đó, như vậy. Rồi tiếp theo á, bên em có một cái phần về gọi là để anh phân định ra cái cấp bậc khách hàng anh, tức là hạn thẻ khách hàng đó. Và tức kiểu như là anh cho khách hàng anh một cái danh phận đó, khi mà họ đã mua bên anh họ là được đang là hạng nào, rồi được ưu đãi gì, đó là thành viên đó. Thì thành viên này bên em thì sẽ cho phép mình tạo ra các loại thành viên này, rồi điểm tích lũy của thành viên, cũng như là thông tin ở đây anh mô tả là cái thông tin về cái loại thành viên mà khách hàng hình dung được là họ là như thế nào nha.
Rồi ở đây mình sẽ để giúp em là mình nên có thể mình chiết khấu như thế nào so với cái việc cho những lần họ mua hàng. Đây là một cái cách mà bởi vì khi mà bên mình đã có app thương hiệu, khách hàng đã đăng ký app bên mình, và khi mà anh cho khách hàng biết được hàng đi của mình và những cái ưu đãi khi hàng được như vậy, thì nó rất là nó khiến khách hàng của anh là họ có cái cảm tình và họ muốn gọi là tiếp tục mua hàng bên mình, họ cứ tiếp tục duy trì vậy thì cái lợi ích họ mang lại sẽ cao lên, nên họ sẽ duy trì bên mình. Thôi rồi đối với thành viên để rồi bên em còn có một phần nữa gọi là điểm thành viên ở đây. Điểm thành viên ở đây tức là mình cho phép khách hàng mua hàng bên mình cái gì ngoài sản phẩm ra, ngoài ưu đãi ra, thì họ còn được gọi là tích lũy điểm. Họ muốn càng nhiều họ càng nhiều điểm, và càng nhiều điểm này họ sẽ càng có nhiều ưu đãi hơn nữa. Nó như là tạo một cái vòng lặp khách hàng cứ cứ mua hàng bên mình và như vậy. Điểm này bên mình thì bên em thì cho phép bên mình là mình tỷ lệ quy đổi này rồi tỷ lệ chuyển đổi ở đây đó, và một cái đặc biệt nữa là bên em cho phép cái điểm quy đổi này bên mình là muốn là kích hoạt tính từ ngày khách hàng cho đến thành viên. Là bên em cho phép là mình có thể càng giới hạn cái thời gian này để không có dẫn đến trường hợp là khách hàng gọi là họ chai lì, họ cứ giữ những này mãi họ không dùng, mà gọi là kích thích là ok anh có 1.000 điểm đây nhưng mà từ sau anh hết hạn rồi anh phải đi mua và anh sẽ sử dụng đó. Như vậy nó tạo ra một cái vòng đời cho khách hàng mua hàng sản phẩm của mình. Vậy thì đó là những thông tin về CM bên em, về bên ngành FB hỗ trợ cho mình về những cái tính năng như vậy. Rồi ngoài ra đối với cái vấn đề về vận hành đối với cửa hàng bên mình đang có về cho phép khách hàng là gọi là mình đặt bàn á, thì bên em á có một tính năng gọi là cho phép mình là xét về cái khu vực bàn và mình quản lý khu vực đó như thế nào. Em thấy hiện tại ví dụ như là cái nhà hàng ở mình đấy, em đang thấy có ba khu vực hai đó, thì để cái việc mà anh đảm bảo việc mà anh có những hàng bàn nào khu vực nào có bàn hay không đó, thì bên cho phép mình là thứ nhất là mình sẽ tạo ra các khu vực ở đây. Ở đây mình sẽ tạo ra ba loại khu vực, em ví dụ như là mình có tầng một đó, thì mình sẽ tạo ra khu vực như này. Sau khi anh ta tạo ra khu vực như thế này xong á thì mình sẽ thêm mạng mới ở đây. Bàn ở đây á, thì bên cho phép không có giới hạn số lượng bàn, anh trong khu vực anh có bao nhiêu bàn anh tạo bao nhiêu bàn bên. Sau đó thì anh sẽ chọn cái khu vực cái này có cái số chỗ ngồi họ tương ứng. Cái số chỗ ngồi này cũng khá là quan trọng nha, để khách hàng thứ nhất là khách hàng phải biết được là ở khu vực đó có bao nhiêu bàn và bàn này bao nhiêu người, để khách hàng là chủ động mình và cái việc mà anh quản lý được số bàn tương ứng ở như vậy. Rồi khi mà anh nó tạo ra được đủ như vậy thì đây sẽ là danh sách các bàn bên đang có những này, anh có thể quản lý số lượng bàn trên bàn và biết được là bàn nào đang hoạt động chưa hoạt động và khu vực nào còn trống bàn. Thì cái việc này thứ nhất là đối với nhân viên của anh đó, họ sẽ linh động cái vị trí bàn này khi mà đón tiếp khách hàng vô. Và thứ nhất, thứ hai á thì bên em á có một cái web như thế này, khi mà bên mình sử dụng đó, thì có web này và khách hàng có thể cái này luôn, thì họ sẽ biết được là ok họ muốn ngồi ở khu vực nào theo sở thích của họ và họ muốn bàn nào theo số lượng người đi sử dụng. Đó cũng là một cái năng tính trải nghiệm khách hàng hơn. Đó, thì đó là những tính năng về bên khu vực. Em xin. Mệt không Vinh? Ra cái chỗ lúc nãy mà xưa em thành viên á Vinh, thì em hơi quên chút xíu cái chỗ điểm mà được cashback lại á. Cái lần nó có hai cái nói chung là cái lợi ích benefit là đầu tiên là sẽ do mình cài đặt nó được giảm đó, được giảm 100 độ đó. Cái thứ hai là được hoàn tiền và những phần khác thì em cũng nắm được rõ rồi ha. Rồi bây giờ em thử liệt kê lại cái mà gọi là những cái app mà hiện tại mà bên bên mục đất đó, đang build sẽ gồm có những cái không bên vừa em biết cái này mình đã thương hiệu áp thương hiệu cho khách hàng đúng không? Áp đặt mã thì áp đặt món, cứ nghĩ là cái người taxi họ đứng họ thao tác trên đó đúng không?
Có nghĩa là Ừ. cái app đầu tiên là cái app để mà cho cái người nhân viên họ có thể tạo được cái order đó, thì là cái app đó họ có thể sử dụng để như tấp đét hoặc mua ai, đúng không ạ? Là cứ đây là đăng nhập đi bằng web. App sàn, cái app sàn để cho nhiều sau này nhiều, giống như là mình đi cái sàn Grab Food, sàn Baemin rồi đó, còn cái app gọi là BOS Serving, để cho cái người khách hàng ngồi từ đó họ hút đó, đó thì chẳng qua là mình review lại thôi, thì một số cái bạn nhớ ha. Còn cái phí để mà thanh toán cho khi mà mình khách hàng có tạo app á, thanh toán cho bên anh có bao nhiêu? Cùng bên iOS là 99 đô chục năm ha, còn Android là 25 đô cả trọn đời. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một cái phần nhỏ giống như lúc nãy bạn nói á, có nghĩa là để tạo một cái đơn hàng mình có thể vô cái phần BOS trên web cũng được, còn nếu không á là bên mình có cái môi trường giả lập như thế này được, bạn môi trường giả lập là của em bị bán hàng á, có nghĩa là thay vì mình đi vào website thì mình đi vào cái phần này để mình ngồi tạo đơn. Em mở đây nè, nhưng cái lưu ý cái chỗ này á là cái này là do là môi trường giả lập cho nên nó không có thường xuyên cập nhật cái version á, cho nên nếu mà có cái version mới thì buộc phải liên hệ với anh Hùng Hà nha, làm app của bên chỗ của NB là anh Hùng Hà, còn làm app mà bên chỗ GoSale á là bạn Thế Anh à, lưu ý đó ha. Rồi, có một cái lưu ý nha, hỏi cho các chị. Chỉ có cái app mà gọi là cái BOS app này nè thì nó mới có một cái chỗ để mình nhập cái gọi là cái đơn. Các bạn mở cái chỗ này, nền tảng khác ha, mình chọn nha, nền tảng khác ở đây. Cái này bạn đang hiểu ý đồ của mình là gì không ạ? Rồi, cho mình giải thích nha. Các bạn lúc nãy mình có nói là cái việc kết nối với những cái sàn khác á là thật sự là hiện tại mình chưa có kết nối, nhưng mà vì lý do là muốn gọi là thống kê, đúng không, mình muốn thống kê lại thì một khách hàng họ sẽ có cách là làm thủ công, thì là họ làm thủ công cách nào thì bạn đi vào cái app này, bạn chọn cái chỗ nền tảng khác nè, cái chỗ này những nền tảng khác bạn click vào đây ha, chỗ này nó hơi chậm các bạn, vào đây chọn nền tảng khác, rồi sau đó bên đây là những cái nền tảng mà bạn làm ở bậc trong cái phần cấu hình đó, ví dụ như là cái đơn này tới từ Grabfood thì bạn chọn là Grabfood, sau đó bạn ngồi tạo đơn, ví dụ bạn nhìn cái đơn đó bạn ngồi tạo lại bạn lưu lại, lúc đó nó sẽ đi vào trong cái báo cáo admin của mình các chị ha, còn nó sẽ nằm trong cái phần admin này các chị, lúc đó là những cái báo cáo nó sẽ đầy đủ chi tiết đây luôn. Như vậy là em sẽ biết chỗ nha để tạo một cái đơn mà từ những các nền tảng khác, nhưng mà những nền tảng khác mà không có kết nối trực tiếp vào. Rồi còn một cái đơn hàng đó các anh chị, một cái đơn hàng tất cả những cái đơn mà mình tạo trong BOS á, thì thường á, nó sẽ nằm trong, nó đi vào cái phần giao dịch luôn, có đều đều có trong cái phần giao dịch đơn hàng ở đây các anh chị ha, nó đều nằm ở trong đây các anh chị, nó sẽ lưu ở trong đây. Còn để mà một cái thao tác bình thường để mà BOS á, thì các anh chị hình dung như thế này nè, ví dụ như là nếu mà có nhà bếp thì nhà bếp cái mình sẽ tạo một cái tài khoản đúng không, cho cái bạn nhân viên đó chuyên phụ trách nhà bếp thì họ sẽ mở cái màn hình nhà bếp, nó có ở đây cái phần món ăn thì hiện tại cái tính năng nó chưa có build xong nha, chỉ có cái phần gọi món thôi, cái thứ nhất ha. Cái ý thứ hai nữa là
khi mà bạn tạo một cái đơn hàng á, bạn tạo một cái đơn hàng thì cái đơn đó mình click vào cái chỗ cái nút này nè các bạn, nút ơn này nè, đi vào cái đơn hàng thì nó sẽ liệt kê cho bạn là những cái đơn nào đang chờ xác nhận. Ví dụ ở chỗ này nè, bạn thấy nè, do mình đang nhập từ website đúng không ạ, nó nhảy vô website cho nên là mình xác muốn xác nhận thì mình xác nhận, đúng không? Thì nó mới đi vào cái chỗ nhà bếp, họ nếu mà có hình nhà bếp á, đó, họ mới đi vào cái chỗ nhà bếp á. Còn những cái đơn đang phục vụ trên nó nằm thì có cái tab như thế này, còn nếu đã thanh toán thì mình click vào thanh toán, nếu mình thanh toán thì nó đây là cái flow của cái đơn á, để mà bạn tập trung hết. Thì chỉ có cái chỗ lưu ý nhỏ lúc nãy thôi là nhiều khi nếu cái việc mà để mà thật sự mà để nhập lại cái bill từ những cái nền tảng khác thì mình nghĩ là chắc cũng ít shop họ sẽ áp dụng, tại vì nó khá thủ công á. Nhưng mà nếu lỡ tay hỏi thì không biết cách nhập như thế nào. Còn cái phần xử lý đơn thì thấy nó cũng đơn giản đúng không? Có nghĩa là mình đã có sẵn những cái chẳng hạn ví dụ chỗ này đi đang phục vụ mà muốn thanh toán thì mình click vào thanh toán thôi đúng không ạ, mình nhập đúng số tiền mình vào thanh toán đó là xong. Đấy. À, có một cái lưu ý nữa là các bạn nhớ trong GoSell nó có cái mục sổ quỹ không? À, nhưng mà trong GoSell cái sổ quỹ nó không nằm vào admin mà cái sổ quỹ nó lại nằm trong cái phần mà quản lý ca nè các bạn. À, trong cái phần quản lý ca nè, bạn click vào cái mục này ha thì nó mới ra cái phần sổ quỹ. Cái phần sổ quỹ này nó sẽ nằm mang cái tính là giống như là tổng kết trong cái ca nó có tiền ra tiền vô như thế nào. Ví dụ bên GoSell bản chất cũng như vậy, tại vì cái sổ quỹ ngay thậm chí cái sổ quỹ GoSell nó cũng không thể nào mà thay thế được những cái báo cáo sổ sách kế toán. Mà thông thường á, các anh chị biết là gọi là các flash cash flow, cái luồng tiền của mỗi ngày, thường cái người chủ á, họ sẽ quan tâm là trong ngày đó cái tiền vô tiền ra như thế nào, từ cái sổ quỹ họ sẽ kết tiền trong ngày đó luôn, thì người ta sẽ quan tâm tới là cái tiền vô là bao nhiêu, cái tiền ra bao nhiêu. Thì chẳng hạn ví dụ như là giống như là bên GoSell bạn thấy là bình thường có những cái đơn hàng vô thì dễ rồi, mà tự nhiên cái bữa đó có cái ông nào đó ông tới ông thu một cái tiền tiền rác hay là phải đóng tiền nước gì đó, thì tự nhiên cái người nhân viên họ bù cái tiền đó họ đóng, thì họ sẽ làm một cái phiếu xuất đúng không ạ, là họ phải chi cái tiền đó để cho người ta biết là lý do tại sao cái tiền nó không có khớp giữa cái tiền vào của mình cái ca đó. Thì của MB mình cũng cũng có thể hiểu theo cái bước này như vậy ha. Biết qua cái phần sổ quỹ này mình có thể nạp tiền hoặc là mình rút tiền ra ha. Như vậy bạn lưu ý là trong cái chỗ mà sổ quỹ của MB là nó sẽ nằm trong US chứ đồng chứ không. Rồi thì thực ra là trong cái phần buổi chiều cái ngày hôm nay á bạn, thì nó cũng khá là đơn giản bạn ha, nó không có quá quá nhiều. Đây mình mở trên cái phần hả? Đúng rồi, 4 giờ, 4 giờ rồi. Cho nên là mình đi qua nè, CRM là bạn cũng nắm rồi ha, thẻ khách hàng bạn hiểu rồi, nhóm khách hàng cũng để bạn cũng nói để mua luôn thành viên điểm thôi nè, ở cái khu vực bạn như thế nào. Tức là mình đi xong cái nội dung này và do là bạn cũng cũng đã từng có những cái trải nghiệm trên những cái nền tảng khác rồi á, cho nên là mình sẽ cái phần Vinh thì mình không đặt câu hỏi nữa, mà bây giờ mình chỉ đặt câu hỏi cho bạn Chi thôi. Thì không biết là bạn Chi ơi, nãy giờ bạn nghe mình chia sẻ với lại chỗ bạn Vinh bạn demo thì bạn Chi có câu hỏi gì không mà. Em chưa rõ cái phần Alo bạn Chi sếp còn cũng như là đó mà alo anh có nghe được em không ạ? Alo ạ. không? Alo Chi ơi. Và anh có nghe thấy em nói không ạ? Alo ạ. Hả? Cái loa mình bật tối đa maximum rồi đó. Cho cái loa mình không nghe rõ thì bạn bạn ly chat cho mình được không? Nếu bạn có câu hỏi nào thì bạn chat vào chat box với mình được không? Chị có câu hỏi gì không ạ? À?
anh nói lại giúp em phần sổ quỹ nhé. Rồi, cảm ơn, để mình giải thích lại ha. Nè, mình sẽ mở cho bạn nghe cái chỗ này nè các bạn. Ví dụ như mình đang giải thích về WholeSale trước nha. Ví dụ các bạn vào WholeSale ha, thì bạn thấy là sổ quỹ WholeSale nó nằm trong cái admin bạn. Bạn thấy đúng không ạ? Cái sổ quỹ này nè, nó nằm trong cái cột admin. Và nếu mà trường hợp mà muốn tạo một thanh toán thì bạn click vào tạo một thanh toán thì là nào admin đúng không ạ? Còn bên QSB nó cũng có, sẽ có một cái phần gọi là admin đúng không bạn? Đây nè, nó có cái phần admin. Nhưng mà nó hoàn toàn không có một cái chỗ nào gọi là cái sổ quỹ á, chân á. Mà thực tế cái sổ quỹ nó nằm trong cái POS. Là cái POS là sao ạ? À? Cái POS có nghĩa là thường mình sẽ thoát ra nghe nha, mình thoát luôn cái này ra. Ví dụ bạn thấy là bình thường một cái tắt của khách hàng luôn ha. Chẳng hạn bình thường mình là một cái người cashier đúng không ạ? Đầu giờ mình vô cái POS này. Thì các anh chị thấy là một cái flow đi á, thì thường khi mà mới đăng nhập vô nó sẽ có cái phần mà gọi là tổng kết ca đầu ca để mình thoát ra ngoài luôn. Đăng xuất nha, đây rồi, đây là mình đăng xuất đúng không ạ? Khi mà mình đăng nhập vào rồi các bạn, mình đăng nhập vào thì nó sẽ cho mình chọn chi nhánh, một người nhân viên mình chọn chi nhánh đúng không ạ? Mình chọn chi nhánh xong đó rồi mình vào cái chi nhánh này rồi, xong đó nguyên ngày hôm đó mình có thể tạo đơn mình bán hàng, chẳng hạn như đơn dùng tại chỗ, đơn mang đi đúng không ạ? Bạn bạn tạo đơn nào thì bạn có thể tạo xong rồi bạn chọn sản phẩm để mình ra một cái đơn hàng đúng không ạ? Thì sau khi mà bạn làm tất cả những cái giao dịch ngày cuối ngày thì mà bạn muốn vào sổ quỹ á, thì bạn vào cái chỗ mà quản lý ca này nè bạn, bạn vào quản lý ca ha, bạn click vào cái mục mà ID này nè bạn, bạn click vào đây thì nó sẽ cho các bạn có những cái thống kê của ca trong ngày và nó sẽ có một cái mục gọi là sổ quỹ. Thì thông thường cái sổ quỹ này thì bạn chẳng hạn như là bạn nói là lúc nãy có một cái anh đó anh tới anh thu tiền điện và tôi là cái ca đó cho nên là bây giờ tôi phải đóng tiền điện, chứ không đóng tiền điện người ta cúp điện thì sao, thì lúc đó bạn có thể tạo ra một cái giao dịch đó là bạn rút tiền. À, bạn hình dung không ạ? À? Như vậy là cái phần sổ quỹ này nó sẽ nằm trong cái POS chứ không phải là nằm trong admin. À, rồi không biết mình đi lại như vậy thì bạn Chi đã nắm rõ chưa ạ? À? Alo, bạn Chi ơi. À, rồi. Như vậy cảm ơn bạn Chi nhiều ha. Như vậy là mình cái buổi ngày hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Mình cũng có chia sẻ cái link để mà demo lúc 4 giờ đó bạn. Thì không biết nếu mà Chi có quan tâm thì tí cũng chia sẻ cái link đó cho Chi nha, để bạn có cái trải nghiệm là những cái bạn bên bên product á, họ demo như thế nào ha. Rồi mình xin chào Chi, chào Vinh ha.